Vâng, Đỗ Sinh xin chào quý vị và các bạn. Chúng ta đến tiếp với những cái tác phẩm của anh Vũ Trường Giang trong cái khu vườn mà năm anh em chung nhau. Tôi vẫn nói vui là các anh ấy như là năm anh em trên một chiếc xe tăng ấy. Đây là đâu anh Giang, là những cây nào? Cây to đùng đằng mép kìa. Thế còn hai cây mà các anh đang đứng ngắm đấy của ai? Thế sao không quay đôi này trước đi? Đôi này đẹp quá, anh đưa tôi ra ngoài bờ sông để quay cây kia. Đôi này đẹp mà. Không phải đối nhau. Cây bên kia bé hơn. Mà hướng cây nó khác, hướng thân nó khác. Cây này cũng là những cây cũng đậm nét là kỳ dị đấy. Những cây xanh Nam Điền này. Đó, cây cũng già rồi các bác ạ. Được, tán mỏng bay tán được rồi đấy. Cái này mà giao lưu thì giá thế nào hả anh Giang ơi? Cái này sẽ giao lưu 90 triệu. Vâng, giá 90 triệu. Rồi chúng ta di chuyển tiếp đến cây tầm nhỏ hơn một chút bên này đi. Và cũng cùng một chất xanh đấy, cùng cái dòng này. Cái này thì khoảng bao tiền anh ơi? Cái này 85 ạ. Và 85 triệu ạ. 85, cây kia 90. Vâng. Rồi. Vâng, ở đây tôi thấy anh Vũ Trường Giang có cái cây xanh long tầm trung này. Cũng hay quá các bác ạ. Cũng là những cây đã xe tán rồi. Bóng tản vân rất đẹp. Bệ cũng đẹp. Chậu hài hòa rồi, chậu sẵn này chơi rồi. Đây các bác đi xung quanh những cây để thấy. Đấy. Những cái u sần rất nhiều và tuổi cây cũng khá cao rồi. Đây là những cây rất dễ chơi ở cái tầm vóc kích thước, tức là hàng trung. Nhỏ diện tích và một tí là cũng hẹp được, cũng chơi cũng được. Nếu mà đây là có một đôi mà cây hai bên giữa là non bộ cảnh, non trước cái căn nhà gỗ thì rất tuyệt vời. Bởi vì bóng cây nó là cái dạng tầm là rất dễ di chuyển, rất dễ đặt ở mọi ở cái không gian. Mà lắc đẹp, nhưng mà có một cây thôi. Hai cây mà tầm vóc nó như hai giọt nước như này thì quá là đẳng cấp luôn, mỹ mãn luôn đấy. Này da nó đỏ hết rồi mà. Cái này mà giao lưu thì giá nào anh Giang ơi? Cháu giao lưu 350 chú ạ. Vâng, 350. Đấy, rất êm ái nha các bác. Vâng, chúng ta ngắm lại tổng bóng của cây xanh long giá 350 triệu. Quả thì dày đặc luôn. Đẹp quá đấy các bác ạ. Đấy, đằng sau nó in lên cái nền trời, nó gần như cái phông. Tôi chụp ảnh anh đến đằng trước cây đi anh, có thêm 2-3 người đến nó sinh động hơn. Anh em đến đi, tôi làm cái ảnh bìa của cuốn video. Vâng, anh đứng tôi chụp nhé, tôi làm ảnh bìa luôn đấy. Rồi, cây xanh của anh Vũ Trường Giang giá 350 triệu, tôi rất là có cảm tình.
chụp về. Xong rồi. Vâng, nói về tầm cây nhỏ thì anh Vũ Trường Giang còn hai cái tác phẩm xanh này. Một cây đầu tiên tôi quay để gửi các bác đó là cây ba thân. Cây này tôi đã gặp ở trên vườn anh Dũng Trọc rồi. Đúng không các anh? Đúng ạ. Có mang đi không? Có đấy, có mang đi anh em. Vâng, tôi nhớ mà. Vâng, lúc đó các anh câu lạc bộ bonsai thành phố Việt Trì tổ chức kỷ niệm Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Chính cây này đã nhiều người đứng xung quanh và xem cũng có cái rất là thiện cảm, bởi vì nó là cây bóng ba thân nhưng rất đều để đưa lên ba ngọn này. Đấy, ba ngọn nhá. Tất cả các tay của các thân nó đối nhau. Và cốt cây cũng khá là già rồi. Lá nhỏ này các bác nhìn này. Chỉ có cái dăm và dày tán thì phải chờ đợi 1-2 mùa mưa nữa. Đấy, lá rất bé nha. Tạm đà, quá đẹp. Cây này giá bao nhiêu anh Giang ơi? Cây này sổ giao lưu 35 triệu ạ. Vâng, giá 35 triệu, tốt quá rồi. Ngoài ra còn cây trực này của anh này. Vâng, cây trực sau cũng thấy luôn. Vâng, cây trực, cây này xanh quê. Trực này nó vừa mang đi. Đúng không? Vâng, cây này xanh quê. Cũng vừa mang lên trên kia à? Vâng. Vâng. Được, rất là sạch sẽ. Làm cây nó tới rồi, nó gọn gàng như này rồi, nó chín hết rồi, dây tháo hết sạch rồi. Chỉ còn chờ 1-2 mùa mưa nữa để mình chặn 1-2 lần nữa thì nó sẽ cái lượng dăm nó dày hơn thôi. Cái này thì không ai thể làm nhanh được. Vẫn phải qua mùa. Qua thời gian. Vâng, cái này bao nhiêu tiền anh ơi? Cái này giao lưu là 55 triệu ạ. Rồi, giá 55 triệu. Nhìn bóng cây rất là cân đối. Cây trực cũng vàng. Được rồi, ok. Còn cây nào nữa không? Cây hoa giấy. Đến đi, di chuyển đến cây hoa giấy đi. Đây à? À, cây này cũng có cái đường bóc lũa cũng nghệ thuật ghê nhỉ. Nó như là đường đua F1 đây. Công thức 1. Đây. Cũng là giấy tím Huế. Giấy tím Huế. Và đây là số điện thoại của anh Vũ Trường Giang để các bác tiện việc giao lưu này. 0975 534 008. Tôi cũng ghi ở tiêu đề giới thiệu video để tiện theo dõi. Đây là phía đối diện của cây hoa giấy nha các bác. Nhìn thấy cung đi rất là kỳ dị đấy. Nghệ thuật đấy. Cây hoa giấy này giá ra đều anh ấy? 12 triệu. 12 triệu. Vâng. Êm ấy. Vâng, vừa rồi là tôi đã quay một cái mảnh vườn của 5 anh em trên một chiếc xe tăng chung nhau tại xã Sông Lô, thành phố Việt Trì, Phú Thọ, với 5 cuốn video, 5 số điện thoại của 5 người. Từng cuốn một các bác có thể gọi điện đến. Đó cũng chính là 5 cái số Zalo luôn. Có những cái cuốn thì các anh báo giá, có cuốn thì không. Nhưng mà cuốn nào cũng sẽ giao lưu hết. Bởi vì có những anh muốn là cháu không báo giá. Có anh thì anh báo giá. Đỗ Sinh cũng chỉ biết là làm thực hiện cầu nối đến với anh em thôi. Và tôi xin khép lại chương trình tại đây.
Cảm ơn các bác đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những chương trình sau.